Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thảo Xuyên TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì do là ngày hôm qua mình bận á cho nên là mình chưa có ra video cập nhật cho mấy bạn coi được. Cho nên là ngày hôm nay mình đang buồn này các bạn ơi. Thì mình thấy á, là trong các bản cập nhật lần này á là nó sẽ có cái nhiệm vụ là thu thập chữ cái năm mới. Khi các bạn thu thập xong á thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà giống như thế này nè, được cái mũ nè và được cái áo nỉ chim cánh cụt, và cái phần quà cuối cùng đó chính là một cái xe trượt tuyết gỗ. Thì cái xe này á có tốc độ là 3,5 á mọi người, mình thấy nó cũng khá là nhanh, nó giống như là chiếc xe gỗ hồi đó bán vậy á. Và lúc đầu tiên á, thì các bạn có thể là đây để mà nhận quà miễn phí nè. Các bạn sẽ nhận được một cái nón đầu năm miễn phí nè. Và các bạn cũng có thể mua mắt kính ở trong đây với lại bong bóng hoặc là cái pháo hoa á mọi người. Mình thấy nó cũng khá là rẻ luôn. Rồi thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn thu thập chữ cái đầu năm mới nha. Thì đầu tiên á là mình sẽ thu thập ở trong cái vùng plaza trước nha mọi người. Ở trong đây là cái tiệm chăm sóc pet nè. Thì ở trong đây á mình thấy là có cái chữ B ở trong đây nè. Địa điểm tiếp theo là ở kế bên ông bán cá luôn nha. Và tiếp theo là ở ngoài bãi biển. Rồi sau đó thì các bạn chạy là quán mà bán nước ở đằng bãi biển ở đằng đây nè mọi người. Chỗ tiếp theo đó chính là chỗ gần tiếp viên hàng không. Ở chỗ này nè mọi người, ở chỗ nữ hoàng thông tin. Thì khi mà các bạn mà thu thập những cái chữ này mà lúc giấc tối thì các bạn sẽ thu thập dễ hơn. Tại vì nó có chữ này nó phát sáng ra mọi người. Tiếp theo là ở trong nhà hát. Mình sẽ đi lên phía trên lầu nha. Nó giấu ở trong cái kẹt cây ở bên phía bên tay phải á mọi người. Tiếp theo là hồ bơi ở trên cái tiệc trò chơi. Đây nó giấu ở chỗ cái phao bơi nè. Cái chỗ tiếp theo là ở chỗ trên nóc nhà của tiệc trò chơi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bắt cái khinh khí cầu này. Rồi sau đó cho cái khinh khí cầu này nó sẽ bay lên và nó tự động bay lội đằng cái nóc nhà. Rồi sau đó các bạn sẽ nhảy xuống nha. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở ngoài biển nha mọi người. Nó nằm ở trên cái chiếc xuồng này nè. Rồi địa điểm tiếp theo đó chính là gần cái ông bảo vệ của nhà hát. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở chỗ mà leo lên mà lấy bong bóng cho cái em bé mà bị bay bong bóng á mọi người. Đây mình sẽ leo lên tuốt ở trên đây nè. Không cần phải leo lên tuốt ở trên kia đâu nha. Đây mình chỉ cần nhảy lên trên đây là mình lấy được rồi. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở trong cái khu mà bán xe nè. Và kế tiếp đó chính là cái trong shop mèo á mọi người, là cái chỗ mà các bạn hay đi câu cá heo hồng á. Đây mình sẽ đi lại đằng đây cho các bạn coi nha. Mình thấy có rất là nhiều bạn tìm cái phao này quá trời luôn á. Tại vì á, nó giấu á, y gan cái phao luôn mọi người. Cho nên là mọi người nhìn không có ra. Khi mà mọi người lại gần á, thì nó sẽ hiện cái dấu chấm hỏi là mọi người mới phát hiện á. Rồi địa điểm tiếp theo đó chính là ở trong cái vùng cắm trại camping này các bạn ơi. Thì ở trong đây á, là mình sẽ tìm được một cái chữ là ở gần cái chỗ đóng lửa á, mọi người. Đây mình sẽ đi cho mọi người coi nha. Cái chỗ thứ hai ở trong vùng camping đó chính là ở ngoài sau ngôi nhà nè. Chỗ này rất là dễ đi luôn, cái chỗ mà gần mấy cái bạn mà hay câu cá ở chỗ đó đó mọi người. Xong mà mọi người đi ra ngoài phía sau nhà là mọi người sẽ thấy được cái chữ T nè. Tiếp theo là cái ngôi nhà ở trong cái hang đá của cái ông mà nâng cấp bé đó các bạn. Tiếp theo là ở trên cái gốc cây nha. Đây, gốc cây ở đằng đây nè mọi người, cái chỗ mà mọi người hay bắt cua á. Cái chỗ tiếp theo đó chính là ở trong cái hometown, ở trong thị trấn nhà đó các bạn. Đây, đầu tiên là ở chỗ bệnh viện nè. Thì ở trong đây cũng có một cái chữ gần ngay cái giường của bệnh nhân á. Chỗ tiếp theo đó chính là cái quán cà phê ở trong hometown luôn, có nguyên một cái chữ B luôn nè mọi người. Chỗ này cũng hơi khó tìm đó nha. Chỗ này là ở chỗ gần ngay cái chỗ mà lính cứu hỏa nè mọi người. Sau đó là mọi người sẽ nhảy ra ngoài sau nhà của lính cứu hỏa nha. Đây mọi người sẽ thấy được một cái chữ Y rất là khổng lồ luôn nè. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở trong khu trung tâm thị trấn mới này các bạn ơi. Thì ở trong đấy là mọi người sẽ đi lỡ cái chỗ hết tóc của cha Hông nè. Ở trong cái cha Hông á thì sẽ có một cái chữ nằm ngay ở chỗ mà cái vị trí là cái giường gọi đầu á các bạn. Đây mình sẽ đi cho mọi người coi nha. Và trước tiệm của cha Hông á sẽ có một cái chữ stop ở đây nè. Mọi người không để ý á là mọi người sẽ dễ bị đi lầm lắm luôn á. Hồi nãy cái bạn này bạn che lại cho nên là mình đi hút mất tiêu luôn á mọi người, cho nên mình không có thấy. Tiếp theo đó chính là địa điểm cái chỗ Lotte nè mọi người ơi. Ở trong đây là cái khu thị trấn mới nha. Ở ngoài sau cái thùng gác á, kế bên hông của Lotte nha mọi người. Và địa điểm tiếp theo đó chính là ở trong cái rạp phim và cũng kế bên ở chỗ mới vừa tìm được luôn á mọi người. Mọi người sẽ vào ở trong đây và vào cái rạp mà có 2 người á nha. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở trong cái quán cà phê của Vani nha. Đầu tiên là các bạn sẽ đi leo lên cái tầng trên nè. Nếu như mà các bạn không biết á, thì các bạn có thể đi theo cái số đông như thế này nè, là các bạn sẽ dễ phát hiện ra cái chữ đó nằm ở đâu luôn á. Tiếp theo là một cái sân chơi đá banh này các bạn ơi. Đó, có nguyên cái chữ E màu xanh lá cây cực kỳ nổi luôn. Nếu mà các bạn tìm chất tối á, thì nó sẽ phát sáng ra nha. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở khu cảnh sát đó các bạn. Thì cái khu này nó nằm ở ngoài sau cái tiệm hớt tóc của cha Hông á. Đây bây giờ là mình sẽ vào trong cái khu cảnh sát nè. Rồi sau đó là mình sẽ đi theo những các bạn này nè. Nếu như mà các bạn không biết đường á, các bạn thấy cái chỗ nào mà đông đông á là cái chỗ đó có chữ á nha. Và cái chữ cuối cùng nó nằm ở trong cái chợ Market ở trong cái thị trấn mới nha các bạn. Thì cái chữ đó gần ngay cái chỗ mà cái quầy bán thịt đó các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng là mình sẽ thấy cái chỗ bán thịt giống như thế này nè. Đó, rồi mình sẽ lỡ cái quầy mà phô mai chi nè. Đó, mình sẽ thấy được cái bàn tay này các bạn. Mình sẽ bấm vô cái bàn tay. Thật ra là nó nằm ở bên cái phía bên kia, nhưng mà mình đi lại gần mấy cái tủ này nè, mình sẽ thấy cái ký hiệu đó và mình bấm vô để mình lấy nó nha. Đây, cái chữ Y nè mọi người, giấu quá trời kỹ luôn á. À, chữ M chứ. Rồi ok mọi người ơi, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong hết tất cả các nhiệm vụ để thu thập chữ năm mới rồi nè. Và mình sẽ nhận được món quà như sau, đó chính là một cái mũ len và một cái áo nỉ chim cánh cụt. Và cái món quà cuối cùng đó chính là một cái phương tiện nha, đó chính là xe trượt tuyết gỗ. Oh my god luôn. Bây giờ là mình sẽ so sánh thử coi là cái xe đó với lại cái xe gỗ cũ hôm trước đó, nó có gì khác nhau không nha mọi người. Xe trượt tuyết gỗ này nè có tốc độ là 3,5. Bây giờ mình sẽ xem xe trượt tuyết gỗ cũ là bao nhiêu nha. Đây, cũng là 3,5 luôn. Kiểu giống như là hai cái này đồng đều, nhưng mà một cái là nó sẽ bán bằng tiền và một cái là mình sẽ làm nhiệm vụ miễn phí. Trời đất ơi, mình thấy cái miễn phí này nó còn đẹp hơn là cái gỗ nó đó mọi người, tại vì nó có màu mè. Rồi ok mọi người ơi, thì chắc video clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây nha. Nếu như mà các bạn thấy hay á thì hãy nhớ cho mà mình nút like nè, mình nút like cái kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip hay của mình nha. Bye bye mọi người.